Ở đây nó có một cái bí quyết để các bạn trở thành nhất tâm. Bí quyết rất nhỏ. Thế các bạn có biết là kẻ thù duy nhất của gần như là lợi hại nhất của cái sự nhất tâm là gì không ạ? Này, gọi là nuôi dưỡng những thỏa mãn ngắn hạn. Thỏa mãn ngắn hạn. À, đến đoạn này thì tôi không lấy điều nha. Đây là nghiên cứu khoa học về tâm lý học. Một thí nghiệm mà người phương Tây thí nghiệm như sau. Họ tập hợp ví dụ thôi, tôi không nhớ chi tiết lắm, khoảng 100 đứa trẻ. Và thí nghiệm này đầu tiên không có mục đích lắm. Họ phát cho mỗi đứa trẻ một cái kẹo mút. Và họ bảo những đứa trẻ đấy là gì ạ? Nếu còn đợi được không mút ngay cái kẹo này thì nửa tiếng sau còn có cái kẹo thứ hai. Họ chỉ đơn giản là đo xem là có bao nhiêu đứa có khả năng gọi là chờ thôi. Sự kiên nhẫn là trẻ con đó. Thế họ phát hiện là khoảng hơn 80% trẻ con không kiên nhẫn đâu. Một cái điều rất hời đúng không? Chờ có nửa tiếng được cái thứ hai đúng không? Đó, ok. À, mọi việc trôi qua, bẵng qua. Kết luận là trẻ con không tính kiên nhẫn. Thế trẻ con đâu đó 20-30 năm thì có một người đọc được cái nghiên cứu cũ, họ quay về. Họ quay lại, họ khảo sát những cái đứa trẻ trước đây tham gia. Họ phát hiện ra là những cái đứa trẻ mà có khả năng không ăn cái kẹo đó có thu nhập cao gấp khoảng 5-7 lần những đứa trẻ còn lại. Họ bắt đầu tiếp tục mở rộng nghiên cứu ra, họ phát hiện ra là gì ạ? Là sự khác biệt cực kỳ lớn giữa những người thành công và những người kém cỏi hơn. Đó là gì ạ? Là những người kém cỏi thường cố gắng xoa dịu cái ức chế bằng những thỏa mãn ngắn hạn. Được chưa? Ví dụ, những người thành công từ hồi nhỏ sẽ nói như sau ạ. Con làm nốt cái bài này rồi con đi ngủ. Tôi làm nốt cái bài này tôi đi chơi. Nghĩa là gì ạ? Họ chấp nhận sự ức chế gia tăng lên nhưng để hoàn thành nốt một công việc, sau đó họ mới giải lao. Còn cái bệnh chơi dần, lơ đãng, thiếu tập trung, đang làm bật Facebook. Được chưa? Okay. Đó là những cái dấu hiệu thói quen của những người có thu nhập thấp. Tặng các bạn làm nhân sự nhé. Ok không ạ? Cứ theo dõi. Tất cả những ai mà ví dụ các bạn cho họ 6 tiếng để làm việc. Ok, hãy cho thời gian rộng ra để họ làm xong một mục tiêu. Được chưa? Nếu các bạn thấy họ dành cả 6 tiếng để làm và cứ khoảng 20-30 phút họ nghỉ một lần, 20-30 phút là nghỉ một lần, không bao giờ họ có thể thành công lớn được. Nhưng ngược lại có những người họ dành khoảng 2 tiếng làm cho nó xong đi, 4 tiếng sau họ đi chơi. Ok không? Rồi đó thường là dễ dàng hơn đúng không? Rồi các bạn nhớ lại thời sinh viên của mình. Đúng không? Mỗi ngày nếu chia ra học một tí tôi phải ngon không? Nhưng không ạ, cứ chơi đến cuối kỳ bắt đầu bù phát bắt đầu ôn đúng không ạ? Ok không ạ? Đó. Thì những thỏa mãn ngắn hạn thường là thứ phá vỡ khả năng nhất tâm của con người, khả năng nhất tâm của một con người. Nhất tâm của con người. Đấy. Chữ nhất tâm này phương Tây có một cái từ có vẻ gần như là dùng được, đó là sự tập trung, khả năng tập trung dài hạn. Từ focus, tập trung dài hạn. Được chưa? Chúng ta bị phân tán cái sự tập trung của mình, còn họ thì có sự tập trung. Và hoàn toàn chúng ta có thể rèn luyện hàng ngày được bằng việc là gì ạ? Tiêu diệt cái ham muốn thỏa mãn những mục tiêu ngắn hạn, có đúng không? Đúng không ạ? Khi tôi khảo sát những cái người mà giàu như là một số bác, tôi xin phép không kể tên. Đấy. Thì họ có một cái đặc tính á, là người nghèo tôi thấy là kiếm được một ít tiền, bắt đầu cuối năm là bắt đầu mua xe. Đó là một thỏa mãn ngắn hạn đúng không? Đúng không ạ? Bắt đầu mua xe một chút để oai á. Xong họ vay lên để xây một cái nhà. Còn những cái nhóm người kia nhé, họ kiếm được tiền họ cứ vẫn sống như vậy. Okay, họ tích lũy một tài sản khổng lồ để tiếp tục đầu tư tiếp. Để họ có thể chịu đựng khoảng 10 năm đến 15 năm sống trong cực kỳ khổ. Để cực kỳ khổ. Vậy thì nếu họ sống liên tục trong cái khổ đấy thì cái động lực, cái sự ám ảnh càng ngày nó càng tăng. Đúng không ạ? Nhưng nếu như mà vừa mới đạt được một thành công nhỏ sau đó là gì ạ? Phân tán. Bắt đầu thỏa mãn ngắn hạn thì lập tức là cái sự ám ảnh đã được vuốt ve rồi. Cái sự đói khát nó được vuốt ve rồi. Và chúng ta cảm thấy hài lòng rồi. Để và cái động lực tự nhiên nó biến mất.